Năm nay, vải thiều của tỉnh Bắc Giang được đánh giá là có chất lượng cao nhất trong nhiều năm qua. Có thể nói, ngoài yếu tố thuận lợi của thời tiết, trong sản xuất vải thiều, người nông dân trồng vải ở tỉnh Bắc Giang đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy từ việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tổ chức lại sản xuất đến việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ. Thực tế cho thấy, chất lượng nông sản đã được nâng cao đáng kể ở những nơi có sự liên kết. Vườn vải thiều chính vụ này của gia đình anh Vi Văn Hà, thôn Kép 1, xã Hồng Giang đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Năm nay, toàn bộ diện tích vải sớm và vải chính vụ vẫn được gia đình anh áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hơn thế, trong năm nay, lần đầu tiên anh Hà tham gia vào một mô hình liên kết ở địa phương. Nhiều kinh nghiệm sản xuất học hỏi từ các xã viên đã được áp dụng. Áp dụng vào chương trình Việt Gáp thì nó cũng nâng cao chất lượng sản phẩm lên, bán giá thành so mỗi năm. Nếu mà sản xuất theo quy trình thì giá bán cũng cao hơn ngoài thị trường. Hợp tác xã cũng đảm bảo thu mua cho một phần nào đấy sản lượng của hoa quả của mình. Trong năm nay, diện tích vải thiều áp dụng quy trình sản xuất an toàn của tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở rộng. Toàn tỉnh có hơn 200 hectare vải thiều Global Gap và hơn 13.000 hectare vải thiều Việt Gap. Việc sản xuất theo quy trình an toàn đã được thực hiện thống nhất và có sự liên kết giám sát chặt chẽ. Chúng tôi phân chia ra các tổ nhóm, mỗi nhóm là 5 hộ. Thì mỗi một nhóm có một trưởng nhóm, họ kiểm tra các thành viên của trong nhóm đó. Thứ nhất là cái chăm sóc vườn, hai là cắt tỉa cành tạo tán, thứ ba là nhật ký ghi chép sổ sách là cái quy trình phun thuốc bảo vệ thực vật. Thì ngoài họ kiểm tra ra thì có ban kiểm soát và kiểm tra độc lập. Nó khó thì khó thật, nhưng mà nó làm theo đúng cái quy trình của nó, chất lượng của nó hơn, mà cái vải nó cũng sai hơn. Nên là nó quả nó nhiều mà cái chất lượng ăn nó ngon hơn. Cùng với việc chú trọng thực hiện quy trình sản xuất vải an toàn, vài năm trở lại đây, tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh liên kết. Thay vì mạnh ai, người ấy làm, nhiều hộ trồng vải ở Lục Ngạn giờ đây đã liên kết lại để sản xuất và tiêu thụ. Toàn huyện đã thành lập được hơn 10 hợp tác xã, 370 tổ liên kết và 30 chi hội sản xuất tiêu thụ vải thiều ở tất cả các xã thị trấn. Sau khi hình thành các cái tổ liên kết các hợp tác xã thì các thành viên của hợp tác xã và của tổ liên kết thì cũng đã tiếp thu cái kỹ thuật lẫn của nhau và cũng đã hình thành nên cái việc sản xuất có cái sản phẩm tương đồng với cái số lượng và cái chất lượng cao hơn. Có thể thấy người trồng vải ở tỉnh Bắc Giang đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy sản xuất. Cũng nhờ chính sự thay đổi này mà ngày càng có nhiều vùng sản xuất vải thiều an toàn, thị trường tiêu thụ mở rộng và nâng cao giá trị thương hiệu của vải thiều. Bởi thế, trong những ngày đầu vụ, vải thiều sớm đã tiêu thụ thuận lợi, có giá bán ổn định, nhất là vải thiều sản xuất theo quy trình an toàn.